Kính bạch thầy, hôm nay là ngày mùng 3 Tết Kỷ Sửu, chúng con đến đây để chúc mừng năm mới, chúc Tết thầy, cầu xin cho thầy dồi dào sức khỏe và luôn luôn thanh thản an lạc vô sự, để dìu dắt chúng con trên con đường tu tập. Và cũng đầu năm chúng con xin để thầy quan hệ cho một vài lời pháp thoại để chúng con lãnh giáo. Cảm ơn mấy con. Nhưng một cái điều mà thầy từng ao ước là các con được hiểu được chánh pháp của Phật, được nghe lời giảng dạy của thầy. Các con hãy cố gắng hàng ngày mình tập để mình xả được cái tâm của mình, để đem lại sự bình an cho mình. Hàng ngày nó có nhiều ác pháp tác động đến thân tâm của mình. Chỉ duy nhất là mấy con thấy tất cả các pháp đều là nhân quả. Đều là nhân quả. Để làm gì? Vì mình sống trong cuộc sống của mình hiện đang bị cái quy luật của nhân quả chi phối. Nó chi phối tất cả, cả vũ trụ, thời tiết cũng đều do nhân quả. Nếu nơi đâu làm một cái điều ác thì cái từ trường ác đó nó sẽ trở thành một cái điều chẳng may cho những người ở cái vùng đó. Cho nên chúng ta hãy sống thiện, sống theo năm giới của Phật đã dạy. Thì nơi đâu mà sống đúng năm giới của Phật thì nơi đó sẽ được bình an. Cho nên đạo Phật mới dạy chúng ta năm giới là năm cái đức nhân bản, là gốc thiện của con người. Cho nên nếu ở đâu mà chúng ta sống được, sống đúng năm giới được của Phật. Giới năm, tuy là nói năm giới thì sự thật nó là năm cái đức hạnh. Cái đức thứ nhất đó là đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của chúng ta đối với bản thân mình, với mọi người và tất cả các loài vật. Cái đức thứ hai là đức ly tham, do cái lòng tham lam ham muốn mà mình thường tạo cho mình khổ và người khác khổ. Cho nên đức thứ hai là đức ly tham. Đức thứ ba là đức chung thủy. Ở đời thì ai cũng phải lập gia đình, có vợ, có chồng. Thì đừng có tâm mình đừng có nghĩ đến người khác, mà chỉ nghĩ đến người vợ hoặc người chồng của mình thôi. Đừng có nghĩ qua người khác để rồi tạo cái cảnh gia đình của mình bất an, hay hoặc là những bạo lực, ghen tuông trong nhà, làm cho cuộc đời, cuộc sống của chúng ta khổ và gia đình chúng ta khổ. Cái đức thứ tư đó là thành thật. Thành thật, nếu chúng ta không khéo nói một lời nói không thật thì tự chúng ta đã làm mất uy tín, không còn ai tin tưởng mình. Cho nên rất là quan trọng, người ta có tin tưởng mình thì người ta mới giao những trọng trách quan trọng cho mình. Người ta không tin tưởng mình thì luôn luôn người ta nghi ngờ mình, thì coi như là người ta bỏ ra ngoài cuộc sống người ta. Cho nên vì vậy mà cố gắng thành thật, có mình nó có, không mình nói không, đó là đức thành thật. Đức minh mẫn là phải sáng suốt. Phải sáng suốt vì chúng ta biết như rượu, thuốc lá, những chất nghiện gặp làm cho chúng ta đau khổ, bệnh tật, thì chúng ta không nên uống, không nên hút thuốc lá, không nên nghiện gặp những thứ mà làm cho chúng ta bị bệnh viện. Là do đó giới luật của Phật dạy không chỉ riêng mà dạy chúng ta đừng nên uống rượu, mà tất cả những thứ nghiện gặp cũng nên tránh để đem lại sự bình an cho bản thân của mình và gia đình của mình. Một người nghiện rượu thì họ không còn sáng suốt, cho nên bị tinh thần của họ bị căng thẳng vì chất rượu, cho nên họ la lối hoặc là dùng những lời thô lỗ đánh đập, thành ra một cái đau khổ cho chính bản thân mình mà cũng là người khác. Cho nên chúng ta nên cần nên tránh những cái thứ độc đó, nó là nghiện gặp, nó làm chúng ta trở thành những người bệnh tật không tốt. Cho nên năm giới của Đức Phật là năm điều rất cần thiết cho đời sống của mỗi con người. Chúng ta phải cố gắng khắc phục. Đầu năm thầy chỉ ước mong sao quý Phật tử phải cố gắng thực hiện được năm cái giới luật. Khi mình không đến với Phật giáo mà thôi, mà đã đến với Phật giáo là quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật là mình học những cái hạnh mà Đức Phật đã sống để mình sống như Phật.
quy y pháp là mình học năm giới để mình sống đúng năm giới để đem lại sự hạnh phúc cho mình, cho mọi người xung quanh, cho các loài vật sống xung quanh mình. Quy tâm là nương theo một vị tâm có giới luật, để khi chúng ta cần thưa hỏi một điều gì thì cái gương hạnh giới luật của người và những đức hạnh của người, người sẽ nói là người đã làm được. Còn có nhiều vị tâm giới luật không nghiêm chỉnh mà chúng ta nương theo thì các vị ấy có thể làm biến thái những giới luật. Ví dụ như giới không uống rượu thì các vị dạy chúng ta, dạy chúng ta có uống rượu nhưng đừng uống sai. Thật sự Phật không dạy điều đó, mà dạy chúng ta không nên uống rượu, chứ không phải dạy chúng ta uống rượu đừng sai, cứ uống mà uống đừng sai. Thì cái điều đó là điều người ta chế ra để người ta làm sai lệch cái giới luật của Phật, cũng như người ta chế ra cái để mà dạy chúng ta ăn uống phi thời. Thì người ta nói ở trong kinh Sách Đại Thừa dạy Phật ăn giờ ngọ, tức là Phật ăn vào đúng buổi trưa, chúng sanh ăn sau giờ ngọ và ngạ quỷ ăn đêm. Nghĩa là chúng ta ăn đừng ăn đêm, nhưng khi ăn đêm thì đó là ngạ quỷ. Nhưng sự thật ra thì người ta dạy như vậy để rồi người ta ăn phi thời, chứ không có giữ đúng giới luật của Phật. Người ta còn bẻ dụng giới nhiều hình thức khác nữa, biết không? Cho nên vì vậy mà nói giới luật thì chúng ta nên cố gắng giữ gìn trọn vẹn. Ví dụ như giới sát sanh, người ta dạy mình giết tất cả các chúng sanh thì được, nhưng mà đừng giết người, giết người tội. Sự thật ra giết người thì pháp luật nhà nước sẽ bắt bỏ tù mình tức khắc và có thể tiêu án tử hình. Đó là cái pháp luật để bảo vệ sự sống của con người. Mà chúng ta giết người thì chúng ta phải bị pháp luật của nhà nước trừng trị. Còn giết con gà, con heo, con vịt thì pháp luật của nhà nước không trị chúng ta, vì tất cả mọi người đều ăn thịt chúng sanh. Nhưng đạo Phật thì cái giới mà cấm sát sanh đó, tức là không giết hại chúng sanh, là vì chúng ta có cái đức, cái lòng thương yêu sự sống của mình và thương yêu sự sống của chúng sanh. Mỗi loài vật đều có sự sống, mà sự sống thì rất bình đẳng với chúng ta. Cho nên chúng ta nỡ lần nào mà giết chúng để rồi làm thực phẩm để rồi ăn thịt chúng. Cho nên một cái người theo đạo Phật không có nghĩa lấy giới cấm để mà chúng ta ức chế ta chúng ta, mà chúng ta phải thực hiện lòng thương yêu. Khi lòng thương yêu chúng ta có thì chúng ta ăn chay, chúng ta rất thoải mái, dễ chịu và không còn thèm. Cho nên có nhiều người ăn chay một thời gian rồi lại thấy thèm thịt hoặc thèm cá. Đó là vì chúng ta ức chế chứ chúng ta chưa có hiểu. Vì vậy mà khi mà chúng ta hiểu được cái lòng thương yêu của chúng ta phát triển cái lòng thương yêu lớn lên. Cho nên vì vậy mà từng chút chúng ta đi đứng nằm ngồi hoặc làm một cái tất cả một cái gì, chúng ta đều cẩn thận tránh gì dưới đất của chúng ta có rất nhiều loài côn trùng, có nhiều loài kiến, chúng ta vô tình cũng làm chúng chết rất tội nghiệp. Khi một con vật chết đi, nó cũng bỏ lại con nó cũng bỏ lại chồng nó cũng bỏ lại cha nó, thì rất tội. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta có gia đình thì có vợ, có chồng, có cha mẹ, mà lỡ có người mất thì chúng ta còn đau khổ. Huống hồ lại vật nó cũng có cha, có mẹ, có con cái, mà khi nó bị chết, bị mất là sự vô tình của chúng ta hay là sự cố ý, nó cũng đau khổ lắm đấy. Nó cũng đau khổ lắm. Khi chúng ta nghĩ như vậy, tình thương chúng ta nó sẽ tăng dần đó, tăng dần đó. Cho nên chúng ta không nỡ lòng mà giết hại chúng sanh, chúng ta không nỡ lòng ăn thịt chúng sanh, do phải lòng thương yêu chúng ta. Đó mới thật sự là chúng ta giữ giới không sát sanh. Chứ còn nếu mà chúng ta giữ giới không sát sanh mà không có một sự hiểu biết sâu sắc với cái tình thương yêu như vậy thì chúng ta bị ức chế. Ức chế thì một ngày nào đó chúng ta không chịu nổi cái sự ức chế đó thì chúng ta sẽ thèm thịt, chúng ta sẽ muốn ăn thịt. Cho nên có một người nói với thầy, con ăn chay nay được 3 năm mà sao hôm nay con thèm thịt quá, con thèm thịt quá. Thì đó là sự ức chế, không thực hiện được đức hiếu sinh mấy con. Chứ còn người ta thực hiện được đức hiếu sinh thì người ta không thèm thịt nữa. Có một vị hòa thượng mà thầy không nói tên, đến khi bệnh đau gần chết, tức là bị bán thân mấy con, nằm ở trên giường, nhưng mà đến giờ hấp hối sắp chết rồi, vị hòa thượng nói với đệ tử của mình, nói với các Phật tử, hãy cho thầy ăn một miếng thịt
rồi thầy chết mới yên, chứ không cho thầy ăn với thịt thầy chết không yên. Thèm đến mức độ đó mà từ nhỏ chí lớn đi tu ăn chay trường rồng rã, nghĩa là giữ gìn rất là cẩn thận, mà đến cuối cùng còn bị cái nghiệp ăn thịt chúng sanh nó còn đeo đặng đến khi mà chết. Thì tất cả những công phu mà từ nhỏ chí lớn, mà từ khi vô chùa tu hành mà giữ gìn cho đến khi mình là một vị hòa thượng có uy tín trong giáo hội, chứ không phải là một vị hòa thượng bình thường như chúng ta, thế mà đến giờ phút chết không thắng nổi được, không chủ động nổi được, thì còn bảo các Phật tử, các đệ tử của mình hãy cho thầy ăn một miếng thịt để mà thầy chết, thì mấy con biết cái nghiệp rất nặng chứ không phải nhẹ. Cho nên chúng ta phải học Phật pháp là phải học đúng gốc, đúng gốc. Khi giới sát sanh không phải chúng ta do cái chỗ tu tập mà chúng ta giữ gìn ăn chay, mà chúng ta ăn chay với lòng thương yêu thì nó mới thực hiện được đức giới sinh, mới thực hiện được giới luật nghiêm chức túc của đạo Phật. Đó là những điều mà rất đơn giản, nhưng chúng ta không khéo thì chúng ta lại bị ức chế. Cũng như quý Phật tử biết rằng ai cũng biết ngồi để mà giữ cái tâm đừng khởi niệm, đừng khởi niệm, ai cũng biết cố gắng, nhưng niệm chúng ta vẫn có. Nhưng khi chúng ta cố gắng dùng một cái phương pháp nào để mà chúng ta tu tập, cũng như mình niệm Phật, cố gắng dùng câu niệm Phật để tâm ý thức của mình không khởi niệm, đó là cũng là một phương pháp ức chế nữa. Rồi dùng một cái phương pháp như thọ cài đầu tâm án, hay hoặc là hơi thở, để tập trung tâm chúng ta vào hơi thở để giúp chúng ta không còn vọng tưởng. Nhưng tu tập như vậy đều là sai hết, đều là sai. Khi mà hết vọng tưởng rồi thì chúng ta bị lọt vào trong những trạng thái của tưởng. Thứ nhất là khi không vọng tưởng thì chúng ta cảm thấy có một trạng thái khuyên an, nó làm cho chúng ta thấy an ổn, rất an ổn. Rồi nó có một niềm quan hệ gọi là hỷ lạc, nó xảy ra khi mà vọng tưởng không còn có, cái ức chế, cái ý thức chúng ta không có, thì nó có những cái trạng thái kinh an và hỷ lạc. Chúng ta tưởng đó là chúng ta đã đạt được thiền định, sự thật không phải. Đó là tưởng, xuất tưởng hỷ lạc. Cái tưởng chúng ta xuất hiện ra, xuất hiện ra. À, cho nên hầu hết mấy con thấy những người mà hiện giờ mà chúng ta thấy những vị thầy mà làm phù thủy lên đầm nhập cốt đều là do cái trạng thái ức chế ý thức để rồi lạc vào tưởng thức mới có trạng thái nhập cốt, mới có trạng thái lên đồng, mới có làm những thầy phù thủy. Đó là những điều mà chúng ta tu sai để rồi dẫn dắt chúng ta đi đến cái hậu quả sau này, do cái nghiệp tu tập sai mà chúng ta sẽ trở thành những người làm đồng cốt, những người làm thầy phù thủy, thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, đều là tất cả những người đó đều là do một kiếp tu sai, mà cái nghiệp lực do tập sai đó, mà khi tái sanh làm người, khi họ trở thành con người, họ không có luyện tập, họ không luyện tập, nhưng trái lại họ làm được những điều đó, họ làm được những điều đó. Ví dụ các con cũng nghe, thường nghe như cô Bích Hạnh là cái người đi tìm hài cốt của liệt sĩ. Tại sao người ta cũng là con người như mình, nhưng người ta nhìn dưới lòng đất, người ta biết đây có cái hài cốt ở dưới, còn mình lại nhìn không thấy. Hoặc là người ta nhìn lên bàn thờ, hoặc là qua một cái nghĩa địa, người ta thấy được những cái linh hồn của những người chết ngồi ở trên đầm mã, ngồi trên mã. Tại sao người ta thấy được, còn mình lại thấy không được? Cho nên vì vậy mà người ta xây dựng cái thế giới siêu hình có linh hồn. Tại vì có những người mà ta thấy, có những người người ta nói rằng cái cô A, cô B đó mà chết nhập tôi, bây giờ tôi nói lại sao nó đúng quá, cho nên người ta thấy nhìn như linh hồn của cô này đã nhập. Các con quý Phật tử đã có đọc cái bài viết của giáo sư Trần Phương, ngài viết cái vấn đề ngài đi tìm hài cốt em của ngài. Thì trong khi cô Bích Hằng là một người được ngài chọn để mà đi tìm hài cốt, do đó thì cô Bích Hằng coi như là thấy như linh hồn em của cô về chỉ hài cốt chỗ này chỗ kia, đến đâu đều đúng đó, chết cách nào nói rất đúng. Cho nên giáo sư Trần Phương rất tin tưởng, mặc dù là một cán bộ cộng sản cao cấp, thế mà vẫn phải tin mấy con. Vì qua những hiện tượng siêu hình như vậy, làm sao người ta không tin có linh hồn? Nhưng người ta không biết giải thích như thế nào để cho đúng. Sự thật ra trong thân của chúng ta, Đức Phật đã dạy có năm quẩn.